Chào mừng con học sinh lớp 3 quay trở lại kênh Blue English Nghe thầy tiếp tục hướng dẫn chữa bài tập ở nhà nhé Bài hôm nay thầy hướng dẫn các con chữa bài 19 Unit 19 There in the park There in the park Họ ở trong công viên Họ ở trong công viên there in the park. Ta vào phần speaking. Con rửa sách cho thầy trang 78 và 79. 78 and 79. C. Speaking. Kỹ năng nói. Read and ask a question. Chúng ta sẽ đọc các câu trả lời. Sau đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho các câu trả lời này read then ask a question câu trả lời ở picture a là they're skating they're skating họ đang còn trượt ba tay vậy câu hỏi của chúng ta là what are they doing what are they doing con chú ý ở đây chúng ta thì hiện tại tiếp diễn chúng ta dùng What are they doing? Doing, doing đang làm. What đang làm gì? They họ họ đang làm gì? What are they doing? Câu trả lời: They're skating. Họ đang còn trượt ba tay. Skate, skate trượt ba tay nhưng đang trượt ba tay. Skating, skating ta thêm đuôi ing vào. Skating. B vẫn là câu hỏi what are they doing? What are they doing? They're skipping. Họ đang còn nhảy dây. They're skipping. Câu trả lời là ở hình C, picture C là it's so rainy in Ho Chi Minh City. It's so rainy, rainy trời mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta có câu hỏi là What's the weather like in Ho Chi Minh City? What the weather like? Like in Ho Chi Minh City. Thời tiết, uh, what's the weather like? Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? What's the weather like in Ho Chi Minh City? It's so rainy, It's so rainy Nó trời mưa ở thành phố Hồ Chí Minh in Ho Chi Minh City. D. It's snowy in Sapa today. Today là hôm nay. Snowy, trời có tuyết rơi. Snowy, snowy. Câu của chúng ta là What's the weather like in Sapa today? What's the weather like in Sapa Sapa today? What's the weather like in Sapa today? Hôm nay thời tiết Sapa như thế nào? It's snowy in Sapa today. Trời như nào? Tuyết rơi, có tuyết rơi. Con chuyển sang bài tiếp theo. D reading. Reading là kỹ năng kỹ năng đọc. One. Read and complete. Complete. Nghĩa là hoàn thành. Đọc và hoàn thành. Đây chúng ta có các từ gì nhỉ? Weather. Weather. Nghĩa là thời tiết. Park. Park. Công viên. Sunny. Sunny. Trời có nắng. Trời nắng. Sunny basketball basketball bóng rổ skipping skipping nhảy dây Hello I am Quân. Xin chào, mình là Quân. I am Quân. I am in the Now, now là bây giờ. Mình ở đâu con nhỉ? Mình ở công viên. I am in the park. Now mình đang ở trong công viên. I am playing, mình đang chơi chơi gì đó nhỉ? Basketball, basketball, đang chơi bóng rổ. With Nam, Phong, Peter and Tony. Mình đang chơi bóng rổ cùng với Nam, Phong, Peter và Tony. Linda and Hoa are skipping. Các bạn ấy đang còn nhảy dây. Are My and Mary are cycling. My và Mary đang còn đi xe đạp. Tiếp đến, the weather is fine. Weather thời tiết huh? The weather is fine. It is not cloudy. Nó trời không có mây. It is sunny. Trời đây có nắng. Đúng It's sunny. Trời có nắng. It's not cloudy. Không có mây mà gì. Trời nắng. It's sunny. It is sunny. To read and tick. Chúng ta đọc và đọc và gì con nhỉ? Đánh dấu tích vào cột yes hoặc là no. Yes là đúng. No là không đúng là sai. Quân is in the park. Quân đang còn ở trong công viên. Đúng hay sai? Đúng rồi, chúng ta đánh vào yes. He is skating. Không phải, cậu ấy đang còn làm gì nhỉ? Playing basketball. Bạn ấy đang còn playing basketball. Basketball. Như vậy câu này là no. Tony is cycling. Tony, Tony đang cũng play basketball cùng với các bạn ấy Như vậy câu này cũng sai, không phải là cycling Cycling đi xe đạp, không phải For, Hoa is skipping, Hoa đang còn nhảy dây Linda and Hoa are skipping, ok câu này đúng Mary is cycling, my Mary is cycling Ok, my và Mary đang còn cycling my, Mary is cycling, câu này đúng Right. Yes. The weather is not fine. Thời tiết không đẹp. Nhưng mà đây bảo là thời tiết như nào the weather is fine. Như vậy là sai, no. Con vừa hoàn thành bài tập D. Con chuyển sang phần E, writing. Kỹ năng viết. Writing. Writing. One, looking right, Chúng ta sẽ nhìn và viết. looking and write. Đây nhìn, nhìn, nhìn con nhỉ? It's sunny in Hà Nội. Đây là Hà Nội. Có chùa một cột nữa. Chùa một cột. It is sunny. It's sunny in Hà Nội. Today. It is sunny in Hà Nội today. Tiếp đến ở đây là trở biến thành Hồ Chí Minh City. Trời nào con nhỉ? Trời có mưa. Có mây không? có trời có mây. Có mây và có mưa chúng ta nói nào là it is rainy. Rainy in Ho Chi Minh. City. City. Tiếp đến chúng ta chuyển sang bài 3. Linda and Peter đang ở đâu con nhỉ? À, trong công viên. Trong công viên và họ đang còn trượt ba tay. Skating. Ah, skating. In the park. Trong công viên. In the park. Nam and Quân. Cool. A flying kite. Đang thả diều. flying kites thêm s vào Đó thả diều nhiều con diều nhé flying kites in the in the park trong công viên nữa. in the park con chuyển sang bài tập 2 write the question đây là câu trả lời bên này là câu hỏi con hãy đọc câu trả lời bên này để viết cơ ra câu câu hỏi Câu trả lời one. The children are in the park. Những đứa trẻ thì đang ở trong công viên. Chúng ta sẽ câu hỏi là ở đâu đúng không? Chúng từ where. À, uh, nhiều mà children những đứa trẻ where are the children where are the children những đứa trẻ thì ở đâu they are playing games Họ đang làm gì? Họ đang còn chơi trò chơi. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là What are they doing? Họ đang còn làm gì? What are they doing? They are playing games. Number three. Hoa and Mai are skipping. Mai và Hoa đang còn nhảy dây. Chúng ta đặt câu hỏi là Mai và Hoa làm gì? What are Mai and hoa đuôi mai và hoa đang làm gì It's sunny today hôm nay trời nắng và câu hỏi này là thời tiết what the weather like today what's the weather like today it's sunny today It is stormy and windy in Đà Nẵng today. Hôm nay trời có bão. Stormy, stormy and windy. Và gió ở Đà Nẵng. Câu hỏi của ta là What's the weather like? What's the weather like in Đà Nẵng today? Đấy. Thời tiết Đà Nẵng hôm nay như thế nào? Uh. It's stormy Trời có bão It's windy có gió It's Đà Nẵng today Three Write about the town village Con hãy viết về nơi bạn ở uh. Town hay là village Town là thành phố, thị trấn Hoặc là village, làng Nếu con ở làng thì village Do, uh. town Như vậy chúng ta village ví dụ chúng ta làng là làng là, là Quỳnh Long nhỉ Quỳnh Long Village ai chúng ta sẽ nói là mình sống ở Quỳnh Long I live in Quỳnh Long Village Quỳnh Lưu District and Nghệ An Province What are you doing? Bây giờ bạn đang làm gì? Mình đang học tiếng Anh I am learning English Now Mình đang còn học tiếng Anh What's west like in your place now? Thời tiết bây giờ ở nơi bạn ở nào Nó trời nắng là nào nhỉ? It's sunny Trời mưa it's rainy Vân vân Bài tập 3 của phần writing cũng đã kết thúc video của chúng ta đây rồi đấy thầy chúc các con học thật giỏi nhé bây giờ goodbye for now